Thưa quý vị và các bạn, nâng cao tinh thần đọc sách và văn hóa đọc trong cộng đồng là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong xã hội hiện nay, góp phần bồi đắp tri thức, tâm hồn của mỗi con người. Tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, có một tấm gương sáng không chỉ vượt lên thử thách của số phận mà còn lan tỏa niềm say mê đọc sách trong cộng đồng. Hàng ngày, ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị Trần Thúy Nga, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ luôn tấp nập người vào ra. Từ các bạn nhỏ đến những người lớn tuổi, mọi người đến đây đều có chung một niềm đam mê, đó là đọc sách. Khi đến với phòng đọc sách thì em cảm thấy rất là thoải mái. Ngoài không gian sách khiến em rất là thích thì chị Nga đã truyền cảm hứng cho em đọc sách và cảm thấy sách rất là thú vị. Thứ hai là những quyển sách mà chị Nga giới thiệu cho em thì đều là những quyển sách rất hay và bổ ích. Năm ngoái ba thì cố tình ba đi vào đấy thì gặp cháu Nga là một cái cuốn sách. Rồi là từ đó là ba cùng được cháu hướng dẫn đọc. Rồi là ba đọc cũng có ba thể nghiệm, mà từ đó là về ba áp dụng cái cuốn sách là ăn thực dưỡng là ba thể khỏe. Từ một cô bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn, năm lên 13 tuổi, căn bệnh viêm đa khớp đã làm cho Trần Thúy Nga không thể đi lại và hoạt động bình thường như trước. Trong sự buồn bã, tuyệt vọng, Nga đã tìm đến với những cuốn sách. Và sách đã vực Nga dậy, tạo cho Nga động lực để vượt lên hoàn cảnh. Và tủ sách Thúy Nga cũng ra đời từ đó. Từ chỗ cho thuê với giá 200 đồng một quyển. Sau để khuyến khích mọi người đọc nhiều hơn, Nga quyết định cho mọi người mượn sách miễn phí. Tôi đau lắm. Thì tôi không phải khóc vì những cơn đau, nhưng mà lúc đó tôi khóc vì tủi thân và bất lực á. Thì những lúc đó ngày xưa đó thì tôi không thể tưởng tượng là bây giờ tôi lại có một cái kho sách và một cái công việc ý nghĩa như thế. Mọi người rất là yêu quý, rồi trân trọng tủ sách của tôi, yêu quý tôi, công việc của tôi làm. Và tôi được học hỏi rất nhiều từ các bạn, mọi người đến đấy. Em cũng được gieo duyên đến tủ sách của chị Nga, cho nên là vì cảm phục chị Nga mà em cũng sẽ gieo duyên đọc sách đến nhiều bạn trong trường, trong lớp và trong công chỗ ở. Sau này em sẽ giúp chị Nga tìm hiểu nguồn sách và đọc gọn nhiều sách hơn, rồi giới thiệu đến các bạn trẻ hơn để các bạn bớt thời gian nghiền vào game, vào mạng xã hội ạ. Dù sức khỏe không tốt, đôi bàn tay co rút khó cử động, nhưng hàng ngày, ngoài phục vụ bạn đọc, Nga còn tranh thủ bán online thêm một số mặt hàng để có tiền mua sách. Việc đau thì tôi luôn luôn đau. Nhiều người có thể tôi luôn luôn nở nụ cười trên môi, nhưng mà người ta không biết rằng là tôi đang đau và tôi đang chịu đựng những cơn đau hàng ngày liên tục và không bao giờ chấm dứt. Sáng ra tôi làm sách và tôi làm như thế, nhưng một lúc thì cái tay này không giơ được lên, tất cả hai tay không giơ được lên, nhưng mà tôi làm như thế, làm cứ theo đà tôi cứ cố gắng tôi làm. Đau lúc nào thì tôi nghĩ một chút đó tôi phải tiến thẳng làm nhé. Bởi tối lúc đó nó hồi lại thì cực kỳ đau, nhưng mà tôi vẫn chịu đựng được. Mọi người càng ngày càng yêu sách và còn dẫn cả con để đọc sách vì những cái câu chuyện mọi người kể rằng con của mình bây giờ tiến bộ như thế nào nhờ đọc sách. Tôi thấy rất là vui, cho nên là cái đau đó, những cái cơn đau của tôi cũng bị át đi. Trân quý từng phút giây của cuộc sống và sống có ý nghĩa với những việc mình làm được là điều mà chị Trần Thúy Nga luôn tâm niệm để vượt qua chính mình. Niềm vui của Thúy Nga không chỉ là giúp nhiều người tạo được thói quen đọc sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc ở vùng nông thôn, mà còn tiếp thêm nghị lực cho mọi người vượt lên số phận để sống tốt hơn, có ích hơn cho xã hội.